EU cay đáng thừa nhận không có ánh sáng cuối đường hầm Ukraine. Cựu Tư lệnh NATO, Nga và Ukraine đều kiệt sức, xung đột có thể rơi vào kịch bản bán đảo Triều Tiên. Schengen quân sự của NATO là gì? Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý, những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin người đứng đầu chính sách đối ngoại của eu joseph borrell cho biết bất chấp những nỗ lực tốt nhất của phương tây nhằm giúp đỡ kiev và làm suy yếu moscow các biện pháp trừng phạt phần lớn đã không đạt được mục tiêu và cần có sự hợp tác nhiều hơn từ các quốc gia trung á để cô lập nga eu cay đắng thừa nhận không có ánh sáng cuối đường hầm ukraine cuộc xung đột ở ukraine là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc cùng nhau bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi của liên hiệp quốc borrell nói tại diễn đàn nhà đầu tư cổng toàn cầu về kết nối giao thông liên minh châu âu trung á tại bruxelles bạn biết rằng để bảo vệ những nguyên tắc này liên minh châu âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với nga điều này đã làm suy yếu đáng kể cỗ máy chiến tranh của nước này nhưng họ vẫn ở đó và chiến tranh vẫn tiếp tục và nếu tôi có thể nói cường độ giao tranh ngày càng gia tăng và chúng ta không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhà ngoại giao hàng đầu của eu thừa nhận để các biện pháp trừng phạt này có hiệu quả chúng tôi cần sự hợp tác toàn diện từ các đối tác chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hoạt động thương mại giữa chúng tôi giữa các nước trung á với họ và nga chúng tôi cố gắng phân tích đâu là cơ chế khiến các biện pháp trừng phạt bị lách luật ông nói theo tổng thống vladimir putin nền kinh tế nga đang trong tình trạng tốt tăng trưởng nhanh chóng và thậm chí còn được hưởng lợi từ các biện pháp trừng phạt của phương tây khiến nước này phải tập trung nhiều vào sản xuất hơn là xuất khẩu năng lượng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga do G7 và EU đưa ra vào cuối năm ngoái được coi là một biện pháp nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng đã gây ra hiệu ứng boomerang. Theo một nghiên cứu gần đây, Kiev cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Moscow không bị cô lập như phương Tây hứa hẹn. Khi Trung Quốc và nhiều quốc gia Nam bán cầu từ chối tuân theo đường lối do phương Tây đặt ra, mà thay vào đó giữ quan điểm trung lập, theo cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, Mikhail Poloniak, Giữa những thất vọng như vậy và sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè của đất nước, chính quyền Ukraine sẽ tăng cường nỗ lực giải thích cho người dân của họ lý do tại sao họ nên ra tiền tuyến, trong khi Kiev không công bố con số thương vong. Bộ Quốc phòng Nga ước tính lực lượng Ukraine đã mất tới 400.000 quân trong cuộc xung đột. Theo Thủ tướng Denis Bigon, Ukraine cũng đang nỗ lực để đảm bảo nguồn tài trợ của phương Tây cho đất nước vào năm 2024. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Kiev khoảng 111 tỷ USD hỗ trợ kinh tế và quân sự. Nhưng dòng vốn này đã giảm đáng kể khi Nhà Trắng phải vật lộn để có thêm 60 tỷ USD hỗ trợ khác. Cho đến nay, EU cũng chưa đạt được thỏa thuận chuyển 50 tỷ euro, tương đương với 54 tỷ USD từ ngân sách chung của khối cho Ukraine cựu tư lệnh NATO, Nga và Ukraine đều kiệt sức, xung đột có thể rơi vào kịch bản bán đảo Triều Tiên. Một cựu tư lệnh NATO cho biết kết thúc của xung đột Ukraine rất có thể giống với chiến tranh Triều Tiên, khi nhiều vùng đất của Ukraine vẫn bị lực lượng Nga kiểm soát. Cuối cùng điều này sẽ kết thúc giống như chiến tranh Triều Tiên, có nghĩa là Nga vẫn có thể có quyền kiểm soát một số vùng đất của Ukraine, Crimea, cầu trên đất liền nối với Nga. Cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO ở châu Âu, đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, James Taridis, trả lời phỏng vấn. Mặt khác, tôi thấy Ukraine sắp gia nhập NATO. Tôi nghĩ nội dung của thảo luận đó có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong năm nay. Staridis nói thêm, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cuộc xung đột kéo dài đã chứng kiến Nga phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của phương Tây, còn Ukraine phải phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ của phương Tây. Ông Staridis nói với người dẫn chương trình phát thanh Jones Skamatidis rằng, Cả Nga và Ukraine đều ngày càng kiệt sức vì cuộc chiến này, xét về năng lực quân sự cũng như về các lệnh trừng phạt kinh tế đang được áp dụng đối với cả hai bên. Khi tôi tổng hợp lại tất cả, tôi nghĩ vào cuối năm nay, có lẽ là sau cuộc bầu cử Mỹ, chúng ta sẽ có thời điểm để đàm phán. Staridis nói. Ông Saridis nói thêm, mặc dù cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức và đều đang nhận viện trợ từ các nguồn bên ngoài, nhưng có thể cả Nga và Ukraine sẽ chỉ hoãn bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào. Theo Business Insider, vào tháng 9 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ban hành xác lệnh tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình là không thể nếu đại diện cao nhất của nhà nước Nga là Tổng thống Putin. Sau đó vào tháng 11 năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố công thức hòa bình của mình. Kế hoạch hòa bình 10 điểm của ông Zelensky kêu gọi Nga rút quân và khôi phục biên giới giữa Ukraine với Nga. Đề xuất của ông Zelensky đã bị Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ khi nói rằng chúng không được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán. Theo tờ The Hill của Mỹ, vào tháng trước, cũng trong chương trình phát thanh của The Cast, ông Saridis đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine và gọi lý do của quốc gia Đông Âu này là chính đáng. Đó là một tình huống rất nguy hiểm. Và ở đây hành động thực sự không diễn ra ở Kiev, hành động thực sự là ở Washington. Staridis nói, chúng ta phải cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, lý do của họ là chính đáng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Ben Cardin gần đây cũng đã thúc đẩy viện trợ nhiều hơn cho Ukraine trong bài phát biểu tại Thượng viện. Đây không phải là sự lựa chọn giữa việc gửi viện trợ cho Ukraine hay không gửi viện trợ cho Ukraine, ông Cardin nói, đồng thời cho biết thêm sự lựa chọn là giữa việc gửi USD để chiến đấu với Nga bây giờ hoặc gửi lính Mỹ để chiến đấu với Nga sau này và việc bảo vệ uy tín của Mỹ đối với các đồng minh hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của họ. Ông Cardin tiếp tục, nếu chúng ta muốn cho các đối tác của mình thấy rằng chúng ta sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn điều đó tùy thuộc vào chúng ta Schengen quân sự của NATO là gì? Phương Tây Động ủng hộ ý tưởng di chuyển quân sự tự do, tìm cách ký kết thỏa thuận tạo ra hành lang quân sự trên khắp châu Âu. Việc di chuyển quân đội và hàng hóa quân đội ở châu Âu được cho là phức tạp bởi nhiều hạn chế ngăn cản lực lượng NATO di chuyển nhanh chóng trên khắp lục địa già. Ban lãnh đạo NATO lo ngại về các quy định hạn chế trao đổi và di chuyển thiết bị quân sự, không chỉ giữa các nước châu Âu mà còn giữa các khu vực trong một quốc gia cụ thể, cụ thể đó là Đức, cho rằng thủ tục hành chính có thể trở thành rào cản nghiêm trọng nếu xảy ra xung đột. Liên minh muốn thấy Schengen quân sự ở châu Âu giống như Schengen chính trị, đảm bảo sự di chuyển liền mạch trên khắp châu Âu. Schengen là một khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách khu vực tự do, an ninh, công lý của Liên minh châu Âu. Giáo sư Stefan Gazik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Châu Âu ở Belgrade nói: "Tôi không ngạc nhiên khi NATO đang tạo ra một Schengen. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lần cuối cùng chúng ta có một khối Schengen châu Âu kiểu này là nước Đức thời Hitler và khi đó châu Âu bị chiếm đóng." và chúng ta có thể nói về điều tương tự vì các nước như là Phần Lan đã vào NATO mà không có sự đồng ý của người dân của họ. Điều này đặc biệt đúng với người Phần Lan vì họ có truyền thống trung lập lâu đời, Gazik cho biết. Vấn đề Schengen quân sự được NATO nêu ra vào năm 2017 sau khi xác định ba loại rào cản khác nhau ở châu Âu, bao gồm vật lý, pháp lý và quy định hành chính. Các rào cản vật lý họ muốn nói đến là cơ sở hạ tầng giao thông hiện có ở EU. Các rào cản pháp lý liên quan đến chủ quyền của các quốc gia châu Âu trong việc từ chối quân đội NATO tiếp cận lãnh thổ tương ứng của họ. Các rào cản pháp lý được định nghĩa là bộ quy tắc gián tiếp cản trở hoạt động của liên minh, sự kiểm soát của cảnh sát, nghĩa vụ khai báo những gì được vận chuyển cấm sử dụng những con đường cụ thể. Tuy nhiên, ý tưởng về một khu vực đi lại tự do không nhận được nhiều sự ủng hộ vào thời điểm đó. Nhưng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã được NATO sử dụng để hồi sinh ý tưởng này bằng cách thổi bùng cái gọi là mối đe dọa từ Nga. Vào cuối tháng 11 năm 2023, NATO đã cảnh báo các thành viên của mình rằng thủ tục hành chính hiện có sẽ là vấn đề trong trường hợp xảy ra xung đột giả định. Trung tướng Alexander Frank người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu cần của NATO, GSEC, tuyên bố với Reuters chúng ta sắp hết thời gian, những gì chúng ta không làm được trong thời bình sẽ không sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chiến tranh. Giờ tham tiết lộ, ban lãnh đạo liên minh hiện đang đàm phán về việc tạo ra các hành lang quân sự trên khắp châu Âu trong khuôn khổ hệ thống Schengen quân sự. Kết quả của cuộc đàm phán có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của NATO tại Washington. Gazik nói, tôi nghĩ rằng năm mà chúng ta đang ở, 2024, rất rủi ro vì NATO cảm thấy mối đe dọa hiện hữu với tư cách là một tổ chức quan liêu. Nếu ông Trump thắng cử, ông ấy có thể đưa nước Mỹ ra ra khỏi NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó, ông Trump liên tục đặt ra câu hỏi về lý do căn bản đằng sau việc duy trì liên minh thời chiến tranh lạnh. Theo Gazik, các nhà lãnh đạo NATO sẽ làm mọi thứ, kể cả mọi hình thức khiêu khích chống lại Nga, để ngăn ông Trump rời khỏi liên minh trong trường hợp ông giành chiến thắng. Cựu tổng thống đã vượt xa các đối thủ của mình, nổi lên là người dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong cuộc đua năm 2024. Trong khi đó, Moscow liên tục cảnh báo NATO không nên sử dụng những lời lẽ khiêu khích để biện minh cho việc thành lập khối Schengen quân sự. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry nói: "Liên minh luôn coi đất nước chúng tôi là một kẻ thù danh nghĩa. Giờ đây họ công khai coi đất nước của chúng tôi là một đối thủ rõ ràng." Tuyên bố này không gì khác hơn là thổi bùng căng thẳng ở châu Âu và sẽ gây ra hậu quả ông peskov cho biết moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu đề xuất quân sự về schengen trở thành hiện thực gazik lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên nga bị coi là đối thủ để biện minh cho chủ nghĩa quân phiệt của lục địa già những gì nato đang tạo ra là rất nguy hiểm chúng ta sẽ xem điều này sẽ diễn ra như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng động thái này là một động thái leo thang Gazik nhấn mạnh, trong khi đó NATO đã khởi động cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 trong tháng này, cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ với sự tham gia của khoảng 90.000 quân từ 31 đồng minh và Thụy Điển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh tin tức Việt.